Test thử chiếc AB lên full bài 125 nha. Chủ xe này là AB 110 ha. Tao nhẹ nhàng chủ xe luôn, quá đã. Đó, anh em AB 110 nha. Xe này là mình làm full cái máy luôn, full máy lên 125 nha. Thì có mình xe lúc đầu chạy rất kêu và yếu quá. Thì qua bên độ xe mình làm full cái máy lên 125. Thì có bên này thì mình làm là full đầu lòng 125 xe luôn. Đó là full gen và nồi cũng có nồi thái dụng xe. Làm luôn cái full xăng điện tử dụng xe nha. Đó có mình là giờ máy là êm ru nhẹ nhàng ha. Không còn cái tiếng kêu và tiếng xào máy nha. Thì mình đang mượn chủ xe X để chủ xe để quay lại cho anh em tham khảo ha. Thì chạy máy sẽ lên cho anh em nghe tiếng máy đâu. Máy lên ra là có lực cho anh em ha. Lên ra là bao cực cho anh em đi. Bao nhẹ nhàng nha. Mắt tôi cho anh em nha. Em mà muốn làm cái máy AB 125 lên full 110, 125, 135, 150 bên mình đều nhận lên cho anh em. Đó, xe mà để yếu thì mình sẽ nâng cấp cho anh em, có bình lên là mình khối luôn. Đó, cho anh em nghe máy là gửi nha, máy lên là ok. Ra cuối là bao mắt tua cho anh em nha. Đó, ra cuối bao đâm đầu cho anh em luôn. Xe này mà để đi tour đi phường thì chết tắt nha. Rồi, mình cũng xin chào anh em luôn nha. Test thử chiếc AB lên full bài 125 nha. Chủ xe này là AB 110 ha. Tao nhẹ nhàng chủ xe luôn, quá đã. Đó, anh em muốn làm nâng cấp máy thì mày qua mình ha. Đã test xe về trong đây nhiều lắm ha. Quá nhẹ nhàng luôn. Quá đã nha. Lên 125 con khối là đủ nhẹ nhàng cho chủ xe rồi. Mày có hình bao đi tour vực nhẹ nhàng ha. Anh em mà muốn làm máy AB 125 lên 125, 125, 150 thì mình đều nhận làm nha. Xe này thì mình làm gói giá nhẹ thì chủ xe để chủ xe đi xuống. Có hành cho chủ xe thì từ 3 tháng tới 2 năm tùy gói nha.